Hello, chào các bạn, mình là Mô Việt và trong clip này mình tiếp tục mới một cái vòng quay hút máu tiếp theo của trò Nuôi Con Mobile. Gana đã sáng chế ra những cái vòng quay gọi là bá đạo để hút máu game thủ, đó là vòng quay Halloween, vòng quay sinh nhật. Thì tiếp theo chúng ta đến vòng quay Giáng sinh nhá. Mặc dù là biết bị hút máu nhưng mà chúng ta vẫn phải quay thôi để sưu tập cái bộ trang phục rất là đẹp. Thì hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội hiếm có nhận cái bộ trang phục Felix Tuần Lộc Láo Lỉnh. Và sự kiện chỉ diễn ra từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 thôi. Và sau 3 ngày này thì đây là một bộ trang phục hiếm. Ok, rồi mình sẽ ấn vào sở hữu ngay. Các bạn ấn vào sở hữu ngay nhá. Đó, thì nó sẽ ra cái vòng quay. Đó, sau đó ấn chơi ngay. Hoặc nếu mà anh em không ấn vào sở hữu ngay thì anh em thoát ra, ấn vào cái hộp quà này. Đó, xong anh em sẽ ấn vào cái thông báo trò chơi. Đó. Quay ngay, cái đầu tiên là sự kiện quay ngay nhận trang phục giới hạn Phoenix Tuần Lộc Láo Lỉnh. Rồi đấy, anh em ấn vào nút xem ngay nha. Rồi, sau đó anh em ấn vào chữ chơi ngay. Đây là vòng quay Giáng sinh nhá. Thì các bạn nào theo dõi cái vòng quay Halloween, vòng quay sinh nhật rồi thì các bạn đã, nói chung là vòng quay Halloween thì anh em đã biết rõ cái quy tắc quay rồi. Mình sẽ phân tích lại cái quy tắc quay nha anh em. Nên anh em sẽ có 10 ô. Đó. Có 14 ô, các bạn được loại bỏ 4 ô để quay 10 ô. Và chắc chắn 100% là sau khi quay 10 lần thì anh em sẽ sở hữu được cái bộ trang phục hot nhất này. Ok, mình sẽ loại 4 cái nha. 1 nhờ này, 2 này, thử lại 3 này, rồi ok, 4. Rồi, như vậy là mình loại bỏ 4 cái thứ này đi. Rồi ấn xác nhận nha. Lượt quay thì nó sẽ bắt đầu từ 19 quân huy và sẽ tăng dần. Lượt thứ 10 thì cái giá quân huy rất là nhiều nha. Và sau mỗi mốc quay, lượt thứ 2, lượt thứ 4, và lượt thứ 6 và lượt thứ 8, anh em sẽ có được phần thưởng ở bên tay trái này. Đó, quay lần thứ 2, 2 lần thì được 25 ruby. 4 lần thì được combo thủ tướng và trang phục 7 ngày. 6 lần thì được lương rơi tuyết nhân 3. 8 lần thì được lương rơi tuyết nhân 5. Ok, đấy. Rồi mình sẽ bắt đầu vào quay nhá. Từ nhất thể lệ đã, phải đọc thể lệ để các bạn rõ. Người tham gia cần loại bỏ 4 ô, đó. Và không được loại bỏ những ô hot. Ô hot thì chữ hot anh em ơi. Và lượt quay đặt mốc thì có ấn nhận quà dưới rương để nhận miễn phí. Và giá quân huy sẽ tăng dần theo số lượt quay. Và các vị hiệu tướng và trang phục để dùng đổi tướng và trang phục trong danh sách. Đấy. Quà quay theo mốc, hiệu trang phục sẽ mất đi nếu hết sự kiện và không nhận và sử dụng. Và các vật phẩm từ vòng quay Giáng sinh sẽ được gửi vào mục thư trong in-game. Và các thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ trang hỗ trợ.gana.vn. Đấy. Quy tắc là như vậy thôi. Về vòng quay nha. Bắt đầu quay nha anh em. Quay luôn. Ok. Nói chung là mình đã quá quen thuộc với vòng quay rồi. Quay Halloween rồi cũng chán anh em ơi. Quay mấy lần rồi, quay sinh nhật rồi. Lần đầu mình được 5 mảnh trang phục nha. Lần đầu 19 quân huy. Lần thứ 2 là 39 quân huy. Có thể thấy là nhân 2 lần. Ok. Rồi được thẻ đầu tiên. Lần thứ 3 là 69 quân huy. Toàn số 19 thôi. Sau 2 lần mình được cái 25 ruby rồi. Quay tường tiếp này. Rồi. Rồi. Vé quay nhân 2. Lần thứ 4 là 109 quân huy. Các bạn có thể thấy đấy. Lần thứ 4 là như vậy rồi. Anh em có thể thấy lần thứ 10 thì nó là bao nhiêu. Hên su nào. Rồi. Được cái huy hiệu tướng. Huy hiệu tướng thì để đổi huy hiệu thôi. Anh em ấn vào đổi huy hiệu này thì sẽ ra được những vị tướng mình có thể đổi được. Đấy, nhưng mà Lick thì có phun tướng rồi. Thì sẽ đổi ra cái gì đây? Đó, ví dụ mình có rồi, mình thử đổi xem nào. Ok, đó. Thì nó sẽ vào hòm thư. Để còn quay nha, tiếp tục nha.
Thì sau 4 lần quay thì mình được combo thử tướng ở trang phục 7 ngày. Và tất cả các phần thưởng này đều sẽ gửi vào in hòm thư in game nha anh em. Ok. Lần thứ 5, 159 quân huy. Rồi Ruby. Bó tay chấm cơm. Lần thứ 6 là 219 quân huy. Các bạn thấy vòng quay này rất là chát nha. Ok. 279 quân huy là lần tiếp theo. Rồi. Mình quay gần hết 2k quân huy rồi anh em ơi. Ok. Đây là lần thứ 8 anh em. À, lần thứ 9 nhá. Có khi là trước mình cay Maloc thì là lần thứ 9 là được. Ấn nhận quà đã. Ok, đường rời tiếp các kiểu. Quay tưởng tiếp nha. Mất hơn 2.000 con huy anh em ơi. Rồi, có ra không? Rồi, như vậy là mình phải mất 10 lần. Bó tay anh em ơi. Quá sót. Cái này phải mất hơn 2.000 con huy anh em ơi. Quá bá. Rồi. Gần 3.000 con huy chứ, phải 2.000 con huy anh em ơi. Quá chát. Rồi, ok. Chắc chắn 10 lần rồi ra mà anh em ơi. Anh em nó đen như mình thì sẽ bị gọi là hút máu thần trưởng đến gần 3.000 con huy. Cái giá là rất là chát. Nhưng không sao. Thì anh em là được huy hiệu thì vào đổi huy hiệu nha. Ví dụ nick mình được có huy hiệu tướng thì có 2 cái thì đổi luôn này. Huy hiệu trang phục thì cũng có này thì đổi luôn này. Thực ra thì có hết rồi. Đổi thì nó cũng vậy thôi. Rồi đổi đi em lên thuyền này, em này sinh này. Ồ, đã sở hữu hết rồi thì không đổi được nữa anh em ơi. Ok. Đổi luôn mấy cái mảnh này anh em ơi. Ok. Đổi hết luôn. Rồi. Mình sẽ ra hòm thư nhá. Và chắc chắn sẽ có phần thưởng. Rồi đây, cái bộ trang phục mà Giáng sinh, tuần lộc láo lỉnh của Felix đây, mình sẽ nhận luôn nha. Rồi, cái bộ trang phục này siêu đắt anh em ơi, gần 3.000 quân huy. Rồi để thử xem cái bộ trang phục này có gì hot không nha. Rồi, đó. Sử dụng luôn. Thì khung hình lên thì giống cái bộ trang phục là Oma thông thỏa thích và hộp quà quỷ quái của Latalia thôi. Đấy. Rất là đẹp luôn và mình sẽ thử xem hiệu ứng kỹ năng nhá. Vẫn nhiều người thôi.
che, tìm lại những phút đam mê, một mình bước ốp ơ. Bỗng nhiên mặt trăng lên thân ghê, bỗng nhiên sầu hành đôi mi này. Một mùa đông tuyệt vời, em đã đi về nơi xa xôi, đi ra đây bao nhiêu nhớ khi em xa thật rồi. Nơi vòng tay đã xa xa tình yêu ngày hôm qua, anh trong trong bao nhiêu nhớ nỗi nhớ em giết ra. Mong anh quay trở lại để tim mình không chia hai, trong một thế giới đắm trong những tung lũ không phai. Nơi đây anh vẫn chờ một bóng ai xa mờ, một ngày kia quay trở lại mình sẽ bên nhau từ giờ. Giữa đêm mưa buồn ướt lạnh, một hai ba
bầu thắm cơn buồn. Người ta đi về miền nơi xa, tìm tương lai hạnh phúc xa hoa. Cớ sao em còn nhớ thương ai? Em có bao giờ viết lên trời đây sao? Em có bao giờ hát bên dòng sông? Nhưng không bao giờ em biết đến tôi. Nếu như em đã nhìn thấy màn trời. Chợt có một nụ hôn đánh mất nồng nàn, và sẽ có một người đang tranh than ngậm ngùi ai oan trong đứa đầu. Nàng đẹp siêu dàng từ ngàn sao trong đêm lung linh, để làm giang người chất bừng nắng mai trên đường về. Phản tình là thế, từng ngày lặng lẽ trôi qua màu. Người ơi cùng em nhìn lên bề sân cầu vồng, con đường